Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần được nhiều người luyện tập trên khắp thế giới. Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992 tại Trung Quốc. Đến năm 1999 đã có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, giúp nâng cao tâm tính và thể chất thông qua việc luyện tập các bài công pháp và tu dưỡng đạo đức con người. Vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng. Môn tu luyện này nhanh chóng được phổ truyền nhờ những nguyên lý uyên thâm và lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền hơn 114 quốc gia với hơn 100 triệu người tu luyện. Nền tảng căn bản của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lấy việc đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn để chỉ đạo người tu luyện, nâng cao tinh thần, đề cao các giá trị đạo đức trong cuộc sống hiện đại để giúp xã hội tốt đẹp hơn. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần được nhiều người luyện tập trên khắp thế giới. Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992 tại Trung Quốc. Đến năm 1999 đã có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, giúp nâng cao tâm tính và thể chất thông qua việc luyện tập các bài công pháp và tu dưỡng đạo đức con người. Vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng. Môn tu luyện này nhanh chóng được phổ truyền nhờ những nguyên lý uyên thâm và lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền hơn 114 quốc gia với hơn 100 triệu người tu luyện. Nền tảng căn bản của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lấy việc đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn để chỉ đạo người tu luyện, nâng cao tinh thần, đề cao các giá trị đạo đức trong cuộc sống hiện đại để giúp xã hội tốt đẹp hơn. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần được nhiều người luyện tập trên khắp thế giới. Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992 tại Trung Quốc. Đến năm 1999 đã có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.